Tại Hợp Trí, chúng tôi thấu hiểu những trăn trở của nhà nông khi lúa đối mặt với cây bìa lá lem lép hạt, cây ăn trái rau màu đối mặt với bệnh thán thư, bệnh thường lây lan nhanh và mau kháng thuốc. Acrylite với ba hoạt chất hữu cơ tiên tiến cùng cơ chế tác động đặc biệt, Acrylite làm khô nhanh vết bệnh, chặn đứng lây lan, hạn chế kháng thuốc, không cần thời gian cách ly trước thu hoạch, giúp vụ mùa bội thu, nông dân vơi đi nỗi lo, cuộc sống ấm no. Acrylite, chuyên gia diệt khuẩn.